kính chào quý vị đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình Công an Nhân dân. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay, thứ năm ngày 15 tháng 6, và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa có quyết định tạm đình chỉ chức vụ giám đốc trung tâm điều hành hệ thống điện quốc gia đối với ông Nguyễn Đức Ninh để phục vụ cho thanh tra chuyên ngành cho công tác quản lý và điều hành cung cấp điện. Cụ thể, tại quyết định 603, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tạm đình chỉ chức vụ đối với cán bộ diện EVN quản lý. EVN quyết định tạm đình chỉ chức vụ với ông Nguyễn Đức Ninh, Giám đốc Trung tâm Điều hộ Hệ thống Điện Quốc gia để phục vụ cho thanh tra chuyên ngành trong công tác quản lý và điều hành cung cấp điện. Đoàn thanh tra của Bộ Công Thương đang thanh tra về quản lý và cung ứng điện của EVN. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 13 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn có giá trị hàng trăm tỷ đồng. Bước đầu, cơ quan công an xác định từ năm 2019 đến nay, Thân Tiến Huy, sinh năm 1982, trú tại xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng 389, có hành vi mua bán hàng nghìn số hóa đơn giá trị gia tăng với nhiều cá nhân doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Trị giá hàng hóa ghi trên hóa đơn đặc biệt lớn trên 500 tỷ đồng. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Thân Tiến Huy cùng 12 đối tượng là giám đốc và kế toán của 8 doanh nghiệp có liên quan về tội mua bán trái phép hóa đơn. Hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật. Sau 2 ngày xét xử, Tòa án Nhân dân tỉnh Trà Vinh đã tuyên án đối với nguyên trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Trà Vinh cùng thuộc cấp về tội tham mô tài sản và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Tòa tuyên phạt bị cáo Lê Thị Mỹ Hồng, nguyên trưởng phòng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Trà Vinh 5 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thanh Bình, Trần Văn Quý và Lê Thị Thanh Loan mỗi bị cáo 3 năm tù. Bị cáo Thi Hải Yến, Lâm Thị Quỳnh Thơ cùng nhận mức án 2 năm 6 tháng tù và bị cáo Đỗ Văn No 2 năm tù. Theo cáo trạng, vào các năm 2018-2019, Lê Thị Mỹ Hồng là trưởng phòng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Trà Vinh và là chủ tài khoản đơn vị. Trong quá trình công tác, Hồng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi lập nhiều chứng từ khống để thanh quyết toán tổng số tiền gần 700 triệu đồng từ các nguồn kinh phí không tự chủ được cấp từ ngân sách của nhà nước. Qua đó, các bị cáo đã tham ô gần 270 triệu đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân. Ngoài ra, bị cáo cáo trạng còn cáo buộc Hồng đã trực tiếp chỉ đạo bị cáo Yến và Bình theo dõi, lập tổng hợp lập chứng từ khống cho từng bộ phận phụ trách ký thanh quyết toán sai quy định gây thất thoát, lãng phí tài sản của nhà nước với tổng số tiền hơn 290 triệu đồng. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán thuốc khan hiếm để chữa bệnh ung thư. Đối tượng Trần Đức Tiến, sinh năm 1999, trú tại thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, vừa bị công an thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An khởi tố bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thời gian gần đây, công an thị xã Hoàng Mai nhận được đơn trình báo của một số người dân về việc đã bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán thuốc khan hiếm để chữa bệnh ung thư. Sau một thời gian triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 11 tháng 6 năm 2023, công an thị xã Hoàng Mai cử tổ công tác trực tiếp đến tỉnh Phú Thọ bắt khẩn cấp đối tượng Trần Đức Tiến về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan điều tra, qua đấu tranh, đối tượng Tiến khai nhận đã hack tài khoản Facebook Đồng Thị Chiên để sử dụng, giao bán các loại thuốc chữa bệnh ung thư trên mạng xã hội và được một người dân liên hệ đặt mua. Sau đó, đối tượng đã lừa bị hại chuyển số tiền 54 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng. Với thủ đoạn trên, Tiến đã lừa đảo một số bị hại với số tiền trên 400 triệu đồng. Càng bước vào mùa cao điểm du lịch hè năm nay, các chiêu trò thủ đoạn lừa đảo ngày càng nở rộ và tinh vi hơn. Lợi dụng nhu cầu du lịch của người dân tăng cao, đặc biệt là tâm lý ham giá rẻ, không ít đối tượng đã tung ra những lời giao bán hấp dẫn trên mạng xã hội nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mùa hè đã tới, anh Đạt có nhu cầu đi du lịch nên anh đã lên mạng tìm kiếm các tour và nhận được rất nhiều lời chào mời. Khi mà gia đình tôi muốn đi du lịch thì tôi thường tìm các tour du lịch qua các nền tảng mạng xã hội. Và khi mà tôi muốn kể lại một câu chuyện của tôi, khi mà tôi đặt qua các nền tảng mạng xã hội ấy, thì cái việc mà họ tiếp cận tôi này,
họ bắt gửi căn cước công dân này, sau khi đó cọc tiền để giữ lại cái tour đấy cho gia đình. Thì sau khi ngay sau khi cọc tiền thì gia đình tôi, cái bạn mà yêu cầu đó tự nhiên mất tài khoản và tôi không thể liên hệ được. Thì lúc đó tôi biết được là rằng là mình đã bị lừa khi mà mình đã cọc tiền cho bạn đó. Hình thức đặt tour qua mạng không mới, trong khi đó công nghệ 4.0 giúp du khách có thể tiếp cận đặt phòng cũng như các dịch vụ khác dễ dàng. Tuy nhiên, hình thức này cũng bộc lộ nhiều nhược điểm để kẻ xấu lợi dụng. Ví dụ, đây là một khách sạn có thế trông ra biển, lưng tựa núi, đẹp như chốn tiên cảnh giữa Vịnh Hạ Long được chia sẻ trên mạng xã hội, đã thu hút nhiều lượt like. Nhưng ngay sau đó, Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh đã phát đi thông báo khẳng định không tồn tại khách sạn này và du khách cần tránh bị lừa đảo. Hay đây là khách sạn 5 sao, nhưng giá được quảng cáo là siêu rẻ, nhưng không có thật. Còn những thông tin rõ ràng trên mạng xã hội thì chúng ta, bản thân nhà lượng không kiểm chứng được cái chuyện đó. Thế nên nếu như mà với vẫn như xu thế chúng ta mua vé bay hoặc mua tour như mua một cái sản phẩm hữu hình ấy, thì nó rất là khác biệt và rất dễ bị không tránh được cái chuyện là có thể bị lừa đảo xảy ra. Một số hình thức lừa đảo du lịch phổ biến hiện nay là đăng tải bài quảng cáo bán tour du lịch, phòng khách sạn trên website, ứng dụng thương mại điện tử và mạng xã hội, đề nghị nạn nhân chuyển tiền cọc từ 30 đến 50% giá trị, sau đó chiếm đoạt số tiền cọc. Hứa hẹn làm visa thị thực, du lịch nước ngoài trên website, ứng dụng thương mại điện tử và mạng xã hội, cam kết tỷ lệ thành công cao. Hoàn trả 100% số tiền nếu không xin được visa, sau đó lấy lý do nạn nhân khai thông tin bị thiếu và không trả lại tiền. Ngoài ra, các đối tượng có thể làm giả website, fanpage của công ty du lịch uy tín, làm giả hình ảnh chụp biên lai, hóa đơn thanh toán và đề nghị nạn nhân chuyển khoản thanh toán chi phí tour du lịch. Thực trạng này thì nó không phải là mới, nó xảy ra từ rất lâu rồi. Và chúng tôi cũng luôn khuyên khách hàng lên khi mình chọn mua các dịch vụ. Tại vì cái ngành nghề này rất là đặc thù, chúng ta bỏ tiền ra mua cái dịch vụ khi chúng ta chưa sử dụng. Nên chúng ta nên mua ở những công ty có uy tín hoặc ít nhất là có tư cách pháp nhân, có những ký hợp đồng cụ thể ràng buộc rõ ràng. Còn nếu như bây giờ mà cái thông tin trên mạng, trên Facebook thì thực ra thì thông tin rất là nhiều. Và tình trạng lừa đảo trên đấy thì năm nào nó cũng xảy ra chứ không phải bây giờ. Thì hy vọng là quý khách có thể chọn những cái đơn vị có uy tín, thứ hai là chọn những đơn vị công ty có tư cách pháp nhân để ký hợp đồng. Các chuyên gia khuyến cáo để không bị lừa, khách hàng không nên giao dịch với những cá nhân không rõ ràng về thông tin, tuyệt đối không chuyển tiền vào những tài khoản không phải tài khoản đích danh của công ty, cần đến hẳn trụ sở công ty để xác nhận thay vì chỉ qua mạng xã hội. Đặc biệt, người dân cần cẩn trọng với những dịch vụ du lịch được chào bán với giá rẻ bất thường, bởi mức giá giảm sâu ở thời điểm này là điều khó khả thi khi chi phí vé máy bay, nhiên liệu vận hành đều tăng cao. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa phát đi thông cáo báo chí làm rõ thông tin trên một số phương tiện thông tin đại chúng có nêu về việc thiếu 1 triệu tấn than cho nhiệt điện, để tránh sự hiểu lầm của dư luận về trách nhiệm của các đơn vị cung cấp than. EVN cho biết trong các tháng đầu năm 2023, sự phối hợp hiệu quả và nỗ lực cung cấp than của Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Đông Bắc đã góp phần quan trọng để EVN sản xuất, cung ứng điện cho phát triển kinh tế và phục vụ đời sống dân sinh. Đặc biệt, từ sau cuộc họp ngày 9 tháng 5 giữa EVN và Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Đông Bắc, tất cả các tổ máy sử dụng Antransit đã vận hành tối đa theo yêu cầu của hệ thống, không có tổ máy nào ngừng, giảm công suất do thiếu than. Theo kế hoạch cập nhật, sản lượng huy động các tháng 6 và 7 năm 2023 của các nhà máy nhiệt điện than, đặc biệt là các nhà máy điện khu vực miền Bắc, sẽ được huy động ở mức công suất và sản lượng tối đa. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hiện giá nhiều loại gạo của Việt Nam vẫn duy trì mức cao hơn Thái Lan, Ấn Độ. Hiện nay, giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam đang được chào bán ở mức 498 đô la Mỹ một tấn, trong khi đó giá gạo 25% tấm ở mức 478 đô la Mỹ một tấn, giá gạo Jasmine 578 đô la Mỹ một tấn. Giá gạo Việt Nam tăng cao ổn định thời gian qua, một phần là do nhu cầu tiêu thụ trên thế giới tăng, nhưng phần khác cũng khẳng định chất lượng, uy tín hạt gạo Việt Nam đang được khẳng định ngày càng rõ rệt ở phân khúc hàng hóa khác nhau. Để sản xuất lúa gạo sát với nhu cầu tiêu dùng của nhiều quốc gia trên thế giới và phù hợp với định hướng phát triển ngành hàng lúa gạo Việt Nam. Cuối tháng 5, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chiến lược phát triển thị trường xuất gạo của Việt Nam đến năm 2030. Theo đó, chuyển dịch cơ cấu chủng loại gạo xuất khẩu theo hướng giữ tỷ trọng gạo trắng, hạt dài phẩm cấp cao ở mức hợp lý khoảng từ 15 đến 20%,
giảm tỷ trọng gạo phẩm cấp trung bình và thấp, tăng tỷ trọng gạo thơm, gạo đồ, gạo Japonica, gạo hữu cơ, đa dạng hóa các sản phẩm chế biến từ lúa gạo, gạo có vi chất dinh dưỡng, bột gạo, mỹ phẩm từ gạo. Du lịch Việt Nam đang dần hồi phục khi lượng khách quốc tế đã tăng trở lại. Những điểm đến của Việt Nam cũng được du khách đánh giá cao. Mới đây, 3 điểm đến trong nước đã được tôn vinh tại một giải thưởng du lịch danh giá, giải thưởng Luxury Awards Asia Pacific 2023 vừa được vinh danh tại Hà Nội, Huế và Phú Quốc của Việt Nam là 3 trong số 10 điểm đến hàng đầu châu Á-Thái Bình Dương. Hà Nội được giới thiệu là thủ đô của Việt Nam mang nét đẹp cổ kính, thơ mộng và nổi tiếng với tinh hoa ẩm thực. Trong khi đó, Huế được biết đến với những công trình kiến trúc mang đậm giá trị lịch sử văn hóa. Còn Phú Quốc là hòn đảo có khí hậu trong lành mát mẻ và khung cảnh thiên nhiên vô cùng tươi đẹp. Trong danh sách còn có Tokyo của Nhật Bản, Singapore, Bangkok của Thái Lan. Thưa quý vị và các bạn, khai thác giá trị ẩm thực là một mục tiêu quan trọng của đề án định vị thương hiệu du lịch văn hóa Việt Nam. Theo Tổ chức Du lịch Thế giới UNWTO, du khách thường chi trung bình 30% kinh phí chuyến đi cho ăn uống. Điều đáng mừng là nhiều địa phương doanh nghiệp đã nhanh nhạy nắm bắt, cho ra mắt các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của người dân, tích cực quảng bá văn hóa du lịch, thu hút du khách, đặc biệt là du lịch ẩm thực. Câu chuyện tại Hải Phòng, địa phương tiên phong trên cả nước đã cho ra mắt bản đồ món ngon mang tên Hải Phòng Lòng Vòng Ẩm Thực là một ví dụ. Chỉ mất 2 tiếng rưỡi ngồi tàu, có thể đi lại trong ngày. Thỏa sức thưởng thức các món ăn ngon ở Hà Nội, Hải Phòng. Năm 2022, sau cú bắt tay thực hiện Food Tour, đường sắt đã đưa đến Hải Phòng khoảng 1 triệu khách, ngày cao điểm hơn 4.000 người. Với chiến lược này, bản thân ngành đường sắt cũng được lợi, khi năm vừa rồi, doanh thu tuyến Hà Nội, Hải Phòng trên 84 tỷ đồng. Hiện nay thì hàng ngày chúng tôi đang phục vụ 4 chuyến Hà Nội, Hải Phòng để phục vụ cái nhu cầu của người dân cũng như giới trẻ. Đặc biệt là trong số hành khách đi tàu, rất nhiều người thực hiện cái chương trình Food Tour. Thế và đối với lại những cái ngày thứ bảy, chủ nhật và những ngày lễ Tết thì chúng tôi vẫn cứ phải lập thêm tàu. Và đây là một cái mô hình theo chúng tôi thấy là rất là thành công, có thể nhân rộng ra ở các cái tuyến khác, ở những cái tỉnh khác, không riêng gì Hà Nội, Hải Phòng. Hải Phòng đang hướng tới việc trở thành một trong những trung tâm du lịch ẩm thực của khu vực và trong cả nước. Một trong những cách làm của Hải Phòng hay ở chỗ, không chỉ có doanh nghiệp tham gia mà Sở Du lịch đã lên kế hoạch cụ thể về sản phẩm Food Tour tạo thành điểm nhấn chung cho du lịch Hải Phòng. Sản phẩm này có sự kết hợp giữa công tư, giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng địa phương với doanh nghiệp. Xây dựng và hoàn thiện chương trình Sea Tour, trong đó cái sản phẩm du lịch ẩm thực Food Tour là trong những cái nội dung chính của cái chương trình Sea Tour, là cái sản phẩm đặc sắc của thành phố Hải Phòng. Xây dựng các cái kế hoạch để mà tập huấn cho các cái lực lượng làm công tác thị trường, làm công tác quảng bá xúc tiến, cũng như là các cái chủ, cái giám đốc các doanh nghiệp đó, để mà nâng cao cái nhận thức trong cái việc phối hợp cùng với Sở Du lịch để ứng dụng liên thông cũng trong công tác quản lý du lịch, để truyền tải những cái chỉ đạo của thành phố cũng như của ngành du lịch đến với các cái đơn vị doanh nghiệp cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Thực tế cho thấy ẩm thực Việt luôn chiếm được tình cảm yêu mến của du khách quốc tế. Nhiều chuyên gia trong nước, quốc tế đều cho rằng Việt Nam cần chú trọng phát triển du lịch ẩm thực để có thể trở thành bếp ăn của thế giới trong tương lai không xa. Thì Hải Phòng mình cũng có rất là nhiều món đặc sản thu hút được các bạn trẻ đến, thậm chí là các bạn có thể mua về. Nên là mình cũng rất là tự tin về thực phẩm, đồ ăn của thành phố Hải Phòng mình. Rất là hy vọng là thành phố sau này cũng duy trì và phát triển được cái về văn hóa ẩm thực của thành phố Hải Phòng để có thể là quảng bá đến nhiều các bạn ở tỉnh thành khác biết thêm về Hải Phòng, về văn hóa, về ẩm thực của thành phố Hải Phòng. Tổ chức Du lịch Thế giới cũng đã nhận định du lịch ẩm thực là một trong những lợi thế riêng có của mỗi quốc gia, là yếu tố chiến lược, là động lực quan trọng để phát triển du lịch. Do đó, việc kết hợp ẩm thực và du lịch sẽ tạo cơ hội lớn cho việc phát triển và quảng bá du lịch. Tiếp theo sẽ là các tin tức kinh tế đáng chú ý khác đến từ trường quay phía Nam.
Hoàng Trí xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với tin tức của Kinh tế Phương Nam. Sở Công Thương TP HCM vừa kiến nghị Ủy ban Nhân dân TP HCM bổ sung dự án nhà máy điện gió ngoài khơi Cần Giờ 6.000 MW của Công ty Cổ phần Năng lượng Dầu khí Châu Á vào danh mục dự án điện gió ngoài khơi. Theo Sở Công Thương, đối với dự án này, Sở đã gửi văn bản tới các đơn vị sở ngành để cùng góp ý. Đến nay, Sở Công Thương đã nhận được đầy đủ văn bản góp ý của các đơn vị. Dự án này thuộc danh mục các dự án điện gió ngoài khơi tiềm năng trong dự thảo quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn tới năm 2050, quy hoạch điện 8, quy mô đầu tư khoảng 6.000 MW, chia làm 4 giai đoạn. Giai đoạn từ năm 2031 đến năm 2035 là giai đoạn 1, sẽ đầu tư khoảng 2.000 MW cho mục đích phát điện lên lưới điện quốc gia vào năm 2031 và 1.000 MW giai đoạn 2 cho mục đích cấp điện sản xuất hydrogen vào năm 2035. Giai đoạn 2036 đến năm 2040, giai đoạn 3 sẽ đầu tư khoảng 2.000 MW cho các mục đích phát điện lên lưới điện quốc gia và 1.000 MW giai đoạn 4 cho mục đích cấp điện sản xuất hydrogen. Tổng mức đầu tư cho giai đoạn là 313.372 tỷ đồng. Dự án này sẽ được đưa vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia để tạo thêm nguồn năng lượng tái tạo, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng thành phố. Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM HOSE vừa có thông báo về việc hủy niêm yết đối với cổ phiếu EMC của Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức. Theo đó, hơn 15 triệu cổ phiếu EMC, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá gần 153 tỷ đồng, sẽ hủy niêm yết từ ngày 14 tháng 7 do tổ chức niêm yết hủy tư cách công ty đại chúng. Ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu EMC trên sàn HOSE là ngày 13 tháng 7 năm 2023. Kết thúc quý 1, Cơ điện Thủ Đức ghi nhận doanh thu đạt gần 70 tỷ đồng, giảm khoảng 63% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 325 triệu đồng, giảm 48% so với cùng kỳ. Trên thị trường, cổ phiếu EMC có phiên lợi ngược dòng thị trường tích cực khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 14 tháng 6 tăng hơn 4% lên 9.770 đồng một cổ phiếu. Không chỉ EMC, trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu ngành điện được quan tâm giữa tâm điểm nắng nóng và cắt điện ở miền Bắc. Các mã ngành điện tử như LCG của Công ty Cổ phần Nissan, PCG của Công ty Cổ phần Bamboo Capital, PC One của Công ty Cổ phần Tập đoàn PC One, HDG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô, KHV của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa cùng tăng giá. Sau thời gian tổng hợp đánh giá, tạp chí Forbes Việt Nam công bố danh mục 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2023. Đánh giá chung, danh sách lần thứ 11 này không có nhiều tên tuổi mới. Đà suy giảm của thị trường chứng khoán và việc gọi vốn quốc tế khó khăn là lý do thiếu vắng những thương vụ IPO niêm yết tầm cỡ. Tổng lợi nhuận sau thuế của 50 công ty trong danh sách đạt 228.096 tỷ đồng, tăng 18% so với danh sách năm 2022. Tổng doanh thu đạt 1.490.453 tỷ đồng, tăng 24,9%. Đứng đầu doanh thu như thường lệ thuộc về Petrolimex, đứng vị trí số 1 lợi nhuận thuộc về Vietcombank. Ngân hàng là lĩnh vực có nhiều đại diện nhất với 6 cái tên, trong khi đó bất động sản và nguyên vật liệu giảm một nửa số đại diện. Lý do của sự thiếu vắng doanh nghiệp hai lĩnh vực này đến từ thực tế đà hưng phấn của thị trường địa ốc bị dội một gáo nước lạnh đột ngột vào quý 1 năm 2023. Số liệu từ Bộ Xây dựng cho thấy, số lượng doanh nghiệp bất động sản giải thể ngừng kinh doanh có thời hạn trong quý 1 năm 2023 lần lượt là 341, tăng 30,2% so với cùng kỳ, và 1816, tăng 60,7%. Trong các dự báo lạc quan nhất, thị trường địa ốc được kỳ vọng tăng băng vào năm 2024, nhưng kịch bản thực tế có thể xấu hơn khi chu kỳ điều chỉnh của thị trường địa ốc hiện tại có những điểm khác biệt lớn so với giai đoạn trước đây. Tin tức từ Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, trong 3 tháng đầu năm 2023, Malaysia có thêm 5 dự án đầu tư được cấp mới vào thành phố với tổng vốn đầu tư là 427.000 đô la Mỹ. Tính lũy kế đến hết quý 1 năm 2023, Malaysia đã có 329 dự án đầu tư vào thành phố với tổng vốn gần 4,9 tỷ USD, đứng thứ 6 trên tổng số 116 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào thành phố. Về thương mại, tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2022 của thành phố và Malaysia ước tính đạt trên 5,4 tỷ USD, tăng 8% so với năm 2021. Trong nhiều năm qua, thành phố Hồ Chí Minh luôn là địa phương dẫn đầu về vốn đầu tư của Malaysia tại Việt Nam. Hiện nay, Việt Nam và Malaysia đều là thành viên của các hiệp định thương mại thế giới. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang tiếp tục đẩy mạnh các cải cách hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư kinh doanh tại thành phố. Theo ghi nhận, gói tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đã giải ngân 117.000 tỷ đồng, bằng 25,8% gói tín dụng các ngân hàng đăng ký trong năm nay.
Đây là gói tín dụng nằm trong chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, được xây dựng từ đầu năm theo kế hoạch nhằm hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn về vốn lãi suất cho doanh nghiệp. Theo đó, đã có 20 ngân hàng đăng ký gói hỗ trợ tín dụng với quy mô hơn 453.000 tỷ đồng để cho doanh nghiệp vay với lãi suất hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi về vốn cho doanh nghiệp gắn với việc tăng hạn mức tín dụng. Trong đó, chương trình cho vay 5 nhóm ngành lĩnh vực ưu tiên với lãi suất ưu đãi cho vay hỗ trợ 2% lãi suất theo nghị định 31 của Chính phủ. Để tiếp tục đẩy mạnh giải ngân gói tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân quận huyện và Thành phố Thủ Đức đề nghị phối hợp đẩy mạnh tần suất kết nối ngân hàng doanh nghiệp. Từ cuối năm ngoái cho đến nay, kim ngạch xuất khẩu thủy sản liên tục giảm, trong đó xuất khẩu tôm giảm hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu gặp khó nên giá tôm trong nước giảm mạnh khiến cho người nuôi gặp khó khăn. Ghi nhận giá tôm tại tỉnh Kiên Giang cho thấy tôm sú giảm từ 30 đến 40.000 đồng một ký tùy kích cỡ so với cách đây một tháng. Cụ thể, tôm sú loại 20 đến 30 con trên một ký thương lái mua với giá 250.000 đồng một ký, giảm khoảng 40.000 đồng một ký. Tôm sú 50 con trên một ký cách đây một tháng có giá khoảng 130 đến 135.000 đồng một ký, hiện giảm còn 95.000 đồng một ký. Tôm thẻ chân trắng loại 100 con trên một ký thương lái mua với giá 66 đến 70.000 đồng một ký, giảm khoảng 20.000 đồng một ký. Tôm thẻ loại 50 đến 60 con một ký giá 73.000 đồng, giảm 30.000 đồng một ký. Tôm thẻ loại 70 đến 80 con trên ký giá 70.000 đồng một ký, giảm 25.000 đồng một ký. Tương tự, giá tôm thẻ chân trắng tại các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng cũng đang ở mức thấp, giảm khoảng 40% so với đầu năm. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản VASEP, nguyên nhân khiến giá tôm sú và tôm thẻ chân trắng liên tục giảm trong thời gian qua là do xuất khẩu giảm mạnh, lượng hàng tồn kho lớn nhưng chưa có đơn hàng mới, công ty chế biến tôm xuất khẩu thu mua cầm chừng. Thưa quý vị, trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi, nhiều chủ đầu tư người môi giới phải tung nhiều chiêu chiều khách để bán được hàng nhanh hơn đối với các dự án đang được triển khai mở bán. Phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của Kinh tế Phương Nam ngày hôm nay. Là đơn vị hiếm hoi triển khai xây và mở bán dự án mới trong thời gian này, nhưng để bán được hàng, doanh nghiệp vẫn phải chiều khách tối đa. Ngoài việc chiết khấu cao, nhiều hình thức hỗ trợ khách hàng như hỗ trợ lãi suất chiết khấu cao và tiền chiết khấu được cấn trừ trực tiếp vào giá bán. Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang gặp khó, chiều khách hết mức là cách nhanh nhất để bán được sản phẩm. Bây giờ hiện tại để mà thu khách, để mà vô mua thì đó là khó hơn. Thì không những là về tính, người ta không những cái cân đo đong đếm về tài chính nữa, mà còn người ta còn cân đo đong đếm về cái tiến độ xây dựng. Người ta có quan tâm là có xây dựng đúng tiến độ hay là không, rồi pháp lý có minh bạch, có rõ ràng hay là không. Thì mình làm rõ những cái vấn đề đó cho khách thì lúc đó khách mới dễ dàng xuống tiền được. Hiện tại bây giờ các anh biết là lãi suất ngân hàng đang tăng rất là cao, có những ngân hàng đang tăng tới lãi suất mua nhà tới 14-15% so với lúc trước là khoảng 11,5% thôi. Đó, nên bây giờ đó mình muốn mua nhà, mình muốn bán được cho sản phẩm đến khách hàng thì buộc là mình phải chọn những chủ đầu tư có hỗ trợ lãi suất ngân hàng, hỗ trợ gốc lãi. Thì em tìm được một công ty và đã hỗ trợ lãi suất cho khách hàng 3 năm không gốc lãi luôn. Đó nghĩa là khách hàng chỉ thanh toán 10% nhưng mà đã có một căn nhà rồi 3 năm không gốc lãi. Điểm qua trên thị trường có thể thấy, nhiều chủ đầu tư đang đưa ra những chính sách chiều khách hết mức. Cụ thể, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và kinh doanh Nhà Khởi Thành vừa mở bán giai đoạn 2 dự án Paris Hoàng Kim, đã ký kết với ngân hàng Vietinbank để tài trợ vốn cho khách hàng mua căn hộ tại dự án này. Theo đó, khách hàng sẽ được ngân hàng cho vay đến 70% giá trị căn hộ với lãi suất 9% mỗi năm. Một chủ đầu tư khác là công ty Cát Tường Land cũng tung ra nhiều chính sách hấp dẫn, như trong tháng 6 này, một trong khách hàng đầu tiên giao dịch thành công sẽ nhận được ngay xe máy SH. Ngoài ra, khách hàng còn được nhận khoản lợi nhuận siêu hấp dẫn nhờ chính sách chiết khấu lên đến 31%, kéo dài tiến độ thanh toán đến 48 tháng với 0% lãi suất khi mua sản phẩm tại Bình Phước. Chiều khách hàng bây giờ là chiều sự an tâm, chiều cái tâm lý của họ, chiều với cái tương lai của họ, chứ không còn là những cam kết trên giấy nữa. Tức là một cái sản phẩm được trao cho một người, nó phải phù hợp với họ và phù hợp với bức tranh khi mà họ muốn bán hàng ra ở hệ thứ cấp. Nghĩa là gì? Có nghĩa là đầy đủ tiện ích xung quanh, có nghĩa là gì? Có nghĩa là đầy đủ tiện ích hộ khu của họ, cần chỗ họ làm và phù hợp với thu nhập của họ, chứ không còn những bức tranh vẽ vời xa vời nữa. Các chuyên gia nhận định về trung hạn và dài hạn, bất động sản vẫn tốt, nhưng trong ngắn hạn thì thị trường còn nhiều biến động. Do đó dù được ưu đãi nhiều, nhưng người mua nhà vẫn nên chú trọng chọn sản phẩm có giá trị sử dụng để ở hoặc kinh doanh ngay, dự án có sẵn hạ tầng tiện ích tại các trung tâm đô thị sầm uất.
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Kinh tế và Tiêu dùng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.